nhận được lệnh điều động trực chiến tại các điểm chốt và khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Hơn 2 tháng qua, Thiếu tá Nguyễn Viết Hoài, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò vẫn chưa được trở về nhà. Dẫu biết vợ đang bệnh, các con còn nhỏ dại, nhưng vì nhiệm vụ của người lính, anh vẫn luôn giữ vững ý chí quyết tâm cùng các đồng nghiệp bám nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên là động viên gia đình và là hậu phương vững chắc để cho lực lượng chúng tôi là an tâm, tư tưởng và xác định tốt cái nhiệm vụ được giao. Trong quá trình đó thì hiện nay thì vì cái tình hình dịch bệnh là nó còn diễn biến hết sức phức tạp, với phương châm là chống dịch như chống giặc thì lực lượng chúng tôi là luôn sẵn sàng và quyết tâm cùng với các lực lượng góp phần công sức nhỏ của mình trong việc phòng chống và đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Với tâm thế hết dịch mới trở về nhà, nên từ lúc địa bàn xuất hiện ca nhiễm cộng đồng, anh Nguyễn Đắc Tuấn, bí thư đoàn phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò đã xung phong hỗ trợ chính quyền địa phương quản lý khu cách ly tập trung của địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm, tuyên truyền giúp nhân dân an tâm thực hiện cách ly y tế. Cùng xác định tinh thần tuổi trẻ của mình, thì bản thân tôi cũng đã phát huy có mặt từ ngày 18 cho đến bây giờ thì gần 14 ngày thì chưa được về được nhà. Với tâm thế thì hết dịch thì sẽ trở về địa phương. Thì ngay từ bây giờ thì cũng luôn là xác định một tư tưởng, đó là tôi luôn cố gắng phấn đấu cùng với các lực lượng tuyến đầu để phòng chống dịch, và khi nào dịch bình yên, bình ổn thì khi đó thì trở về nhà với cùng với gia đình. Còn tại các chốt kiểm soát, lực lượng thực thi nhiệm vụ luôn túc trực tại chốt 24/24 giờ. Phải thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt tại chỗ nên lực lượng trực chốt không tránh khỏi những thiếu thốn. Ngày đêm phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm, bất chấp mọi hiểm nguy, những người nơi tuyến đầu chống dịch đang cố gắng gồng mình, lao động 100% sức mình, chung tay quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Biết rằng là gần nhà, nhưng mà nhiệm vụ chúng tôi không thể về. Mưa, mấy hôm nay mưa, giông, trời nắng, chúng tôi vẫn bám chốt, rất vất vả. Có khi những nước nôi phường chưa cung cấp được, anh em tôi cũng chịu khó. Rất vừa là trời nắng, vừa là trời mưa, đêm rồi cũng phải ngủ ở chốt, trực chốt, rồi đi tuần tra, tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn để đảm bảo về một là an ninh trật tự, hai là không để người dân đi lại nhiều trong lúc dịch bệnh. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Những cống hiến thầm lặng của họ đã và đang lan tỏa thông điệp cao cả về sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những cán bộ đoàn nơi tuyến đầu chống dịch, thắp lên niềm tin về ngày chiến thắng đại dịch không còn xa.